nếu như bộ phận tài chính kế toán này nó làm tốt ấy, thì nó sẽ giữ gôn sạch cho các anh chị. còn nếu mà nó không làm tốt thì thưa các bạn là gì? có khi là bạn có một cái giỏ, bạn là hôm hôm qua bạn đi câu về đầy gần đầy giỏ cá với cua các kiểu, bạn nhìn sướng lắm hạnh phúc. Lắm. thế nhưng mà sau đó rồi thì sáng hôm sau bạn vừa mới ngủ dậy bạn nhìn vào, hả? nó đâu hết mất rồi. <laughs> thế là còn mỗi cái nịt à <laughs> số 3 này là vị trí của John Terry đây <laughs> John Terry là không phải hậu vệ đây là trung vệ thòng Đấy, trung vệ thòng và thằng cha này ấy là thằng có thể phân bối, phân phối bóng lên trên đây chính là bộ phận tôi gọi là bộ phận sản xuất hoặc là vận hành đối với các công ty sản xuất thì là bộ phận sản xuất hay là xây lắp này bất động sản thì là sản xuất những các cái sản phẩm vật chất ấy thì còn đối với những cái sản phẩm như là dịch vụ này, hay là ở uh, uh, hay là thương mại thì nó là quá trình vận hành. thì thằng cha này nó phải làm thế nào để cho các bạn có được các cái sản phẩm tốt, dịch vụ tốt theo đúng nhu cầu của khách hàng. tôi lấy ví dụ đây là phía này là phía của thị trường nhé, chứ không phải là đối thủ đối thiết gì cả, đây là thị trường. thế thì khi mà chúng ta cấp cho thị trường những cái sản phẩm chuẩn, dịch vụ chuẩn thì thằng này càng làm tốt bao nhiêu thì càng tuyệt vời bấy nhiêu nhưng nếu giả sử bạn treo đầu dê bạn bán thịt chó oh, thằng cha này làm ăn kém thì thằng cha này càng hot giỏi thằng này nó càng marketing giỏi thì càng đi đến sự phá sản nhanh bấy nhiêu yes bởi vì lúc đó là làm cho bên chỗ khách hàng càng không hài lòng nhanh right ok cho nên là thằng cha này là cần phải làm sao để ra được những sản phẩm chuẩn, sản phẩm xịn, sản phẩm làm sao đáp ứng được đúng cái yêu cầu của khách hàng hay còn gọi là phải gãi đúng chỗ ngứa. Hai phai bạn mình phải gãi đúng chỗ ngứa. OK Đây là cái vị trí số 3 trên sân và vị trí số 4. Đây là hậu vệ. Đó. Hậu vệ và vị trí hậu vệ này tôi gọi là hành chính nhân sự đội này là đội rất quan trọng để làm gì nó sẽ hỗ trợ cho tuyến trên là tuyển dụng đào tạo rồi lương bổng rồi bảo hiểm xã hội rồi văn hóa doanh nghiệp rồi văn bản rồi văn phòng yes yeah. nó hỗ trợ cho hết tất cả nào là cho sale cho marketing cho sản xuất rồi cho bên chỗ hậu vệ bên tay phải này đúng không? rồi cho bên chỗ thủ môn À Thế thì còn thằng cha này nó là thằng cha gì? A N D Nghiên cứu và phát triển Rất nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ và, và vừa Rất nhiều tiểu thương Rất nhiều con buôn đi lên Họ không có ý niệm gì về cái này cả Hoặc là rất mù mờ về cái việc này Và đây chính là lý do tại sao mà Nhiều khi người ta đi theo lối mòn Người ta không có được những cái sản phẩm mới Không có được những cái cải tiến mới không có được những cái việc làm thế nào để xem là thị trường bây giờ nhu cầu thế nào, xu thế ra sao. Và các bạn biết là nhiều thằng cha mặc dù rất lớn, lớn đến mức độ như là Nokia rồi cũng phá sản bởi vì không kịp theo được xu hướng của xã hội. Yes. Thế mà bây giờ chúng ta nhỏ ấy là chúng ta còn còi cõm và chúng ta không theo kịp được sự thay đổi của xã hội của cái xu hướng của giới trẻ cho nên chúng ta cũng chết. Rồi cho nên chúng ta phải nghiên cứu về xu thế chúng ta phải nghiên cứu xem là các cái chính sách marketing, các cái chính sách nào để cho phù hợp. Chúng ta sẽ phải nghiên cứu về mẫu mã sản phẩm, nghiên cứu về vấn đề cải tiến năng suất lao động, cải tiến về công nghệ để giảm giá thành và thay đổi về các cái cách làm mới. Rồi chúng ta cũng sẽ phải nghiên cứu cho cả về nhân sự chúng ta để có những cái cải tiến cách làm, vân vân. Thì cái này tôi gọi nó là AND. Và cuối cùng vị trí là này gọi là vị trí thủ môn và vị trí thủ môn này chúng ta gọi là bộ phận tài chính kế toán tài chính kế toán nó giống như cái hom giỏ cho các anh chị ấy các anh chị là người đi kiếm con cua con cá về ờ, chúng ta kiếm được con cua con cá thế thì nếu giả sử là bộ phận tài chính kế toán làm tốt thì nó sẽ giữ chắc để không bị thất thoát làm doanh nghiệp có nhiều khâu bị thất thoát đó thất thoát trong sản xuất này rơi vãi trong sản xuất này thất thoát là trong mua bán này mỗi thằng cài cắm một tí này thất thoát trong việc bán hàng này nào là để cho nợ này cho chịu này hoặc là thằng cha này nó lại là đưa những cái hàng vớ vẩn ở ngoài vào nó bán để nó kiếm tranh này có không có gì nó đầy các anh chị ạ thế thì nếu như bộ phận tài chính kế toán này nó làm tốt ấy, thì nó sẽ giữ gôn sạch cho các anh chị còn nếu mà nó không làm tốt thì thưa các bạn là gì có khi là bạn có một cái giỏ bạn là hôm hôm qua bạn đi câu về đầy gần đầy giỏ cá với cua các kiểu bạn nhìn sướng lắm hạnh phúc lắm. thế nhưng mà xong đó rồi thì sáng hôm sau bạn vừa mới ngủ dậy bạn nhìn vào hả nó đâu hết mất rồi <laughs> thế là còn mỗi cái nịt à <laughs> thế và thưa các bạn là cái giỏ nó không ngờ là có những chỗ mà gì là nó lại thủng đúng hoặc cái con hom giỏ nó cố gắng nó, nó lại tự nhiên nó cố tình nó canh lên ờ, hoặc nó không cố tình thì cái nan giỏ đấy nó đâu đó nó bị là gì nó bị nó bị hỏng mà hỏng đấy là do là năng lực kém không biết là ngẫu nhiên hay là cố ý không biết rằng là gì nhưng cứ cái thằng cha này không giữ được gôn sạch thì xin thưa các bạn là kể cả tuyến trên các bố mẹ có thể là Uh, ghi bàn tới tận 6 bàn như kiểu một set tennis như ở dưới này mà cứ thua 7 bàn là thôi là gì? Là toy Toy hai phai bạn Huỳnh, thế là toy Thế nên là các bạn nên nhớ này là nhiều lúc chúng ta làm kinh doanh chúng ta cứ ủy quyền cho một kế toán nào đó Đúng không Ủy quyền cho một kế toán nào đó, ví dụ như là một chị là học trò tôi lớp Big Kingdom đó. Chị tên là Lê Thanh chị bảo là em thưa thầy em học có tốt nghiệp ngoại đại ngoại thương ra nhé nhưng mà chị lại không có cái background về tài chính kế toán và chị cho rằng là thôi tài chính kế toán thì mình tuyển một cái người kế toán là về sau đó thì thôi việc đấy là em lo cho chị đó, thường chủ doanh nghiệp có xu thế là thôi kế toán là anh không biết gì đâu anh chị không biết gì đâu tất cả là gửi gắm em cả thế là tin tưởng tuyệt đối bởi vì cái việc kế toán cân đối tài chính các thứ là kiểm tra là em lo hết thế và chính vì chúng ta tin tưởng như vậy sau đó rồi thì chính kế toán lại bắt tay với lại bên chỗ kinh doanh và điều hành và thế là cuối cùng là dí dao sau lưng người chủ dí sao đâm dao sau lưng người chủ tức là gì là lấy chính cái gọi là thịt máu của người thủ lấy tiền móc lấy tiền và vì vậy cho nên nhiều khi các bạn cứ đi bán hàng cứ đi bán hàng kinh doanh thì có vẻ như các bạn bảo Ôi, mẹ này thì thiếu gì tiền nhưng mà bình thường có khi lúc bạn tự quản lý doanh số của dưới dưới chục tỷ thì bạn vẫn còn vẫn thấy cái dư giật nhưng mà tự nhiên bây giờ lên đến ba chục tỷ lên đến năm chục tỷ nhưng mà không thấy tiền đâu cả có không các bạn à, và thế là chết rồi và đây chính là lý do vì sao mà chúng ta cần phải là hiểu được gôn rất quan trọng như thế nào đó Thế thì bây giờ vậy thì đây là những vị trí trên sân. Bây giờ lúc mà cái thời kỳ lúc mà ban đầu anh trai tôi ở đâu? Bán hàng thì đối có mỗi mình không ấy. Chả ai có thể bán được hàng ngoài ông à? Ông là thằng bán hàng. Thế còn marketing thì lúc đấy làm gì có marketing? Thì ông tự marketing bản thân mình. Nào là làm hồ sơ năng lực này. không? làm uh, nào là đi gặp anh em để nói giới thiệu về mình này. Thế là mình cũng là marketing. Này. Thế còn tổ chức sản xuất. Đấy như tôi nói đấy alo alo chỉ đạo, mày phải thế này, mày phải kia và đi suốt và mọi thứ là đều là gì, một mình mình chỉ đạo hết. Thế còn vị trí là gì? Là lúc đấy hành chính nhân sự làm gì có ai có mỗi cậu đưa văn thư thôi. Không có ai thì có tuyển quân mình, họ trả lương mình, trả lương rồi, không có uh, ai theo dõi gì hết và đấy, tao trả mày chừng này, tao trả mày chừng kia. Thế là cứ đến tháng là xong bao rồi bảo chị gái là thôi cho, cho phân phát tiền lương. À, thế còn vị trí Andy làm gì có Andy lại cũng lại là chủ tịch là Andy thôi chứ ai Andy đây đó Đúng không? phải tự nghĩ thế còn ngày đấy kế toán thì mặc dù có một cái ông anh là anh Trinh anh Trinh thì đi học cùng với anh trai tôi ở phổ thông nhưng mà ông không có nghề kế toán như được cái là ông này rất là ngoan chăm và đạo đạo đức thành ra thôi ông đứng tên làm kế toán giúp tôi nhưng mà toàn bộ các cái việc ghi chép là ông có cái sổ gọi là sổ nam tảo thế ông bắt đầu ghi này. Ừ. giá trị công trình trình này nguyên vật liệu trình này nhân công trình này máy thuê thi công hết trường này rồi abc hết trường này và à như vậy công trình này lại trường này thế là năm nào cũng như năm nào suốt một thời gian dài là ông đều là tự hạch toán hết thế và ông cứ nhẩm ông nhẩm số cũng tương đối nhanh à, thế và tết đến là cứ khoảng 30 Tết, chiều 30 Tết là cứ gọi hết các nhà cung cấp đến là thôi để trả. Còn lại bao nhiêu đấy là của mình. Bao nhiêu trong số các bạn giống giống như thế ạ? <laughs> đó, thì làm như thế cho nó chắc, đúng không ạ? Thế như vậy là tóm lại là mình làm hết. Và như vậy thì lúc đó là mình chạy miệt mài, cứ chạy lên chạy xuống. Và nếu mà chúng ta cứ chạy lên chạy xuống này, có thể giai đoạn ban đầu thì chúng ta còn chạy được. Nhưng mà một lúc nào đó rồi chúng ta cũng làm sao ạ? À? mỏi mỏi đó và rồi sau đó thì có khi là bóng đến bóng đến nhưng mà cũng dùng chúng ta cứ lững tha lững thững không chạy nổi và lúc này chúng ta gọi là gì là làm tất ăn cả và khi mà làm tất ăn cả như này thì vì sao mà doanh nghiệp không lớn được đó. bao nhiêu trong số các bạn đã nhìn thấy hình ảnh của mình trên, trên uh, sân bóng này giơ tay và nói tôi hai fi ở bên cạnh là đừng có làm tất ăn cả Vậy thì bây giờ thế thầy ơi bây giờ làm nào oh, Làm thế nào để em không phải Ok Thế thì khi các bạn thay đổi cách chơi Thì cuộc chơi bắt đầu thay đổi Được chưa Nào bây giờ chúng ta có biết cái vị trí gì đây không Yes huấn luyện viên có vào đá không ạ No Ai biết rằng là ông Park không seo giữa tay này, này? <laughs> rồi kể từ khi chúng ta có bác hong seo một huấn luyện viên rất tài ba mặc dù không nhảy vào đá nhưng mà đã giúp cho câu lạc bộ bóng đá của bên chỗ uh, việt nam của chúng ta là đạt được rất nhiều cái thành tích kỳ diệu trong 6 năm qua yeah. thì vị trí huấn luyện viên này chính là ceo Ồ, đây là người giám đốc điều hành thế và ông này sẽ cần là trợ lý một và trợ lý 2 Trợ lý 1 này bạn có thể viết là trợ lý hoặc là gì phó giám đốc 1 rồi phó giám đốc 2. Ok, bạn sẽ phải phát triển theo mô hình này. Vậy bạn phải làm thế nào để bạn phải đào tạo những người để phát triển lên đây. Phát triển ở vị trí này, sau đó bạn phải rút ra đây. Có thể thời gian đầu bạn sẽ phải vừa làm huấn luyện viên nhưng vẫn phải nhảy vào đá ở một vài vị trí không rút ngay được hết được đâu yes đừng bao giờ cứ nghĩ là mẹ hôm nay học thầy tôi nhật về mình rút mẹ hết thì bố phải đéo làm gì hết bố thuê mẹ cái thằng nào đấy giỏi giỏi về nó làm thay cho mình xin lỗi các bạn là một phần trăm các bạn sẽ thất bại ngay vào luôn bởi vì nó có hiểu quái gì cái ngành nghề của anh chị đâu đúng không? trừ khi thằng nào đi theo anh chị đã lâu rồi được đúng không? nhưng mà nếu bạn bảo là bây giờ em thuê mẹ một thằng về em hai tay đút túi quần em chỉ đạo đéo phải làm cái gì nữa cả thì thưa các bạn ạ, à, đa số sẽ thất bại Bởi vì cái thằng cha này này Nó phải là gì? Nó phải hiểu Ồ, Hiểu hết những cái giống như bạn à, Và từ đấy rồi lúc đó mới được Cho nên phải bình tĩnh Có thể một số thời gian đầu Bạn sẽ vẫn phải là gì? Đá trực tiếp ở một số vị trí Sau đó bạn sẽ rút dần ra Và bạn sẽ phải đào tạo cái thằng cha này này Phó 1 và phó 2 cực kỳ quan trọng để lúc nào đấy Mourinho mà có thể đi khỏi Chelsea thì sẽ có cái thằng này lên thay luôn. Được không các anh chị?